sau hai đợt tổng kiểm soát đợt 1 từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 1, đợt 2 từ ngày 11 đến 20 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện ngăn chặn và xử lý 182 lái xe dương tính với ma túy. Theo đó, riêng trong đợt 2, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức triển khai 58 điểm dừng tổng kiểm soát phương tiện, tổ chức gần 700 ca tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc và quốc lộ 1. Các địa phương phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Thuận ngoài xử lý tài xế dương tính với ma túy lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện và xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn chở quá số người quy định và cũng trong hai đợt tổng kiểm soát này lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự buôn lậu gian lận thương mại